Chào thầy và bạn. Hôm nay mình sẽ thiết kế bài bài cho hệ thống vi điều khiển. Mình sẽ trên bảy kết nối với hai lấy bảy đoạn bài độc nhấn up down star. Bắt đầu hai lấy bảy đoạn hiển thị 05, nhấn up nhấn thả up thì giá trị hai lấy bảy đoạn tăng một đơn vị, nhấn thả down thì giá trị hai lấy bảy đoạn giảm hai đơn vị. Khi nhấn up down thì giá trị hai lấy bảy đoạn chạy trong phạm vi từ 05 đến 15. Nhấn thả star thì led bảy đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì đếm ngược về không. Khi đếm ngược về không đặt lại số khi bắt đầu đếm. Đầu tiên là về thiết kế phần cứng giao thông. Phần cứng gồm ba phần, một con bit nam sẽ tăng bảy, ba nút nhấn up down star. Up thì được gắn trong rubber 5, down rubber 6, star rubber 7, hai con led bảy đoạn. Con bên trái thì là được gắn với hàng chục, con phải là hàng đơn vị. Con trái được khởi tạo ở bậc sơ từ RS0 đến RS6. Con bên phải thì RD bậc bậc đơ RD0 đến RD6. Một thạch anh ngoại 20 mà ghét. Còn xung của ông biết là 20 MHz. Tiếp theo là đến phần về lô đồ. Lô đồ mình sẽ nói tóm gọn về lô đồ của chương trình. Bắt đầu ta khởi tạo các bọt sơ và đơ. Bắt đầu hai led bảy đoạn thì nó hiển thị 05. Hai led bảy đoạn chạy trong khoảng từ 05 đến từ 5 trong khoảng 05 đến 15. Khi nhấn up thì hai led bảy đoạn tăng một đơn vị, nhấn down thì giảm hai đơn vị. Còn khi nhấn star thì cái số thì hai led bảy đoạn nó sẽ giảm về không rồi quay lại XY, là khi cái số ngẫu nhiên mà khi ta nhấn up down thì khi mà ta nhấn star thì cái số đó nó quay về không và nó giảm về không, nó quay lại số đó. Tiếp đến là kết thúc cái chương trình. Phần tiếp theo là viết chương trình cho vi điều khiển. Về phần chương trình thì ta khai báo thư viện là 16F87, khai báo các user là thạch anh là trên 40 GHz, dùng sung clock nội là 20 MHz. Tiếp up thì được khai báo pin bơ 5, pin down, pin bơ 6, pin star, pin bơ 7. Ta khởi tạo cái mã bài đoạn gồm một phần tử từ sơ sơ x không x sơ không đến không x 90, từ 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gồm một phần tử. Ta khai báo kiểu in này, đếm bằng đầu tiên đếm mình đang bằng 5, biên 8 về biên y. Về phần chương trình gồm có 4 chương trình như sau, là về cái voi nhắc up, cái này là chống dội, cái hàm này hàm chống dội. Tiếp theo là hàm kiểm tra nút nhấn, thử cái nút nhấn có được nhấn hay chưa. Nếu được nhấn thì cái biên đếm đầu tiên được gắn bằng 5 nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đếm bằng đếm tổng cộng, cứ mỗi lần nhấn thả ra thì nó tăng lên một đơn vị. Còn khi mà nó cái biên đếm là lên tới đến 16 thì nó quay lại 5, nghĩa là khi mà ta nhấn từ 15 nhấn thêm một nhấn thả thì nó quay lại 5. Thế đến hàm lúc nhấn down, hàm này là hàm chống dội. Cũng về phần hàm void nhấn nhấn down thì cũng có hàm
cái chat được nhắn, nếu có được nhắn chưa, nếu được nhắn thì cái biên đếm sẽ được giảm hai đơn vị, là nếu mà cái biên đếm nó giảm về năm thì cái đếm nó quay lại 15. Khi mà ta nhắn gì năm, nhắn một lần down nữa thì nó sẽ quay lại năm 15, rồi nhắn down. Tiếp theo là hàm nút nhắn star, ta gắn một cái biên tạm cho cái biên đếm, ta kiểm hàm này là hàm kiểm tra chống dội. Hàm kiểm tra nút nhắn anh được nhắn chưa, nếu nhắn star thì cái biên tạm sẽ được giảm về không, là cái biên tạm sẽ giảm về không, tức nghĩa là khi đếm cái số đó được đếm từ số đó thì giảm về không. Rồi output cái bột sơ, output bột đơ thì bột sơ thì được gắn với cho hàng chục, và bột đơ thì gắn cho hàng đơn vị. Còn nếu biên đếm nó trở về không thì nó sẽ quay lại cái biến tạm mà mình đã gắn ban đầu. Rồi hàm void main sẽ chích bột sơ và đơ, sẽ chích bột bơ, bơ là một, abut ngọ, abut bột sơ và đơ thì cái sơ này thì gắn cho cái mẹ bị đoạn, còn abut bột đơ ban đầu thì được gắn cho mẹ bị đoạn đếm. Hàm ở tru là tôi gọi ba hàm nhắn up, nhắn down, nhắn star. Thì up thì delay 20 giây, down delay 20 giây, star thì delay 100 giây. Và sau đây là cái chương trình được nạp vào phần cứng. Đầu tiên là hiển thị 05 nhắn up, 06 nhắn down, giảm 2 đơn vị. Nhấn nút star thì giảm về 0, 4, 3, 2, giảm về 0, quay lại 0, 9. Bài làm của mình tới đây kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.